Dòng cây nho Pháp là một dòng cây cực kỳ dễ chăm cũng như là dễ trồng, thích nghi với khí hậu Việt Nam mình. Trái của dòng nho Pháp này thì có màu tím đen này, rất là bắt mắt, là đẹp. Cái thứ hai là dòng nho Pháp này thì trái của nó ăn rất là ngọt, mềm và có mùi thơm nữa mà không phải dòng nho nào cũng có. Với những cái kích thước nhỏ nhất như là size cây nhỏ như này đây, cao khoảng tầm đâu đó 20 đến 30 phân thôi, mình có thể trồng từ cây nhỏ như này, rất là nhanh cho trái, sau khoảng tầm từ 8 tháng đến 1 năm thôi là quý khách hàng đã có thể thu hoạch mùa trái vụ đầu tiên rồi nha. Sai cây tầm trung này hiện tại là cây đang có trái và có khoảng tầm từ 3 đến 5 buồng trái. Đây là cây nho Pháp đã leo được khoảng tầm từ 2 đến 3 mét rồi, tầm 10 đến 12 buồng trái luôn. Với dòng cây nho Pháp này, quý khách hàng có thể trồng ở ban công, sân thượng hoặc sân vườn của mình. Mình làm một cái dàn leo thì để cây leo lên trong khoảng tầm 3 đến 6 tháng thôi là mình đã có một cái không gian cực kỳ mát rồi.